đây là công việc hàng ngày của họ. Chặt cây, sủi cây. Từ thân cây to qua đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những người thợ, chỉ còn lại những miếng nhỏ như thế này. Và họ ví nghề này như là moi ruột cây tìm vàng. Mời quý vị cùng khám phá công việc của họ vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 1 trên kênh YouTube VTV9 Nhịp Sống Miền Nam.